Sáng nay tại khúc sông Cấm thuộc địa phận thôn Lâu Trại, xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, nơi đã từng chịu thiệt hại nghiêm trọng do cơn bão số 1 xảy ra vào đêm 17 tháng 7 năm 2010, Bộ Công an và thành phố Hải Phòng đã tổ chức cuộc diễn tập phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012 các tỉnh phía Bắc từ Thừa Thiên Huế trở ra. Đây là cuộc diễn tập có quy mô lớn của lực lượng công an với sự tham gia của gần 3.000 cán bộ chiến sĩ và nhân dân địa phương. 4 tình huống giả định tương đối sát với thực tế là cơn bão có cường độ mạnh, di chuyển nhanh, dự báo đang đổ bộ vào thành phố Hải Phòng. Lực lượng công an phải nhanh chóng tổ chức kêu gọi tàu thuyền về nơi trú bão, di dân ra khỏi vùng nguy hiểm, tổ chức phương tiện tìm kiếm cứu nạn trên sông do bị nước lũ làm lật thuyền. Cuộc diễn tập đã đem lại nhiều kinh nghiệm quý về công tác phối hợp, khả năng phản ứng nhanh của các cơ quan có trách nhiệm.